Điền Khắc Kim, tướng cướp cô độc, kỳ 4, nổi danh trong tù. Chính sự liều lĩnh và những tiếng đồn trả thù dân tộc chuyên nhắm vào người Mỹ được các báo công khai thán phục đã làm cho Điền Khắc Kim nổi danh trong giới giang hồ. Các băng đảng khác dù rất mạnh nhưng cũng nể phục Điền Khắc Kim. Sau vụ tự xưng là tướng cướp Điền Khắc Kim một thời gian, vào tháng 5 năm 1970, Minh Con Điền Khắc Kim lại đột nhập vào nhà một người Mỹ là giám đốc hội cha mẹ nuôi quốc tế trên đường Trần Quý Cáp, nay là Võ Văn Tần. Điền Khắc Kim đột nhập vào nhà lúc hai vợ chồng người Mỹ đang ân ái. Tên cướp đã dùng súng khống chế, bắt trói người chồng, nhét rẻ vào miệng, xong đem nhốt vào nhà tắm, rồi thu gom tiền bạc, chuẩn bị giở trò đồi bại với bà vợ. Trong phòng tắm, tay giám đốc đã cởi được dây trói, chạy thoát ra ngoài gọi cảnh sát. Điền Khắc Kim bị bắt, phải ra tòa lãnh án 20 năm tù vì các lần cướp và hãm hiếp trước đó cộng lại. Trong trại giam Chí Hòa, dù Điền Khắc Kim không băng đảng, không phe phái nào, nhưng vẫn nghiễm nhiên được đám tù du đãng trộm cướp xếp vào hàng đại ca. Nhờ được tôn là đại ca trong trại giam, Điền Khắc Kim đã lo lót cho các người cai ngục để mua được một tờ giấy đi phép được tự do ra ngoài 12 hoặc 24 giờ, sau đó về trình diện. Lợi dụng giấy đi phép, Điền Khắc Kim đã trốn luôn, trở thành tên tù vượt ngục. Trốn khỏi tù, Minh Con càng liều lĩnh hơn. Hắn đã mò ngay vào nhà một tên thiếu tá Mỹ để cướp và hiếp. Tên sĩ quan Mỹ đã kịp thời móc súng chống trả. Điền Khắc Kim bị trúng một viên đạn vào bụng, quỵ ngay tại chỗ và bị cảnh sát tóm cổ, đưa vào Tổng y viện Cộng Hòa, nay là Quân y Viện 175, để chữa trị theo chế độ đặc biệt của tù vượt ngục. Với hình hài còn quấn đầy bông băng, ngày trước mũi của những cảnh sát đứng gác ngày đêm, Điền Khắc Kim lại cưa còng trốn thoát khỏi bệnh viện. Khi vết thương còn chưa lành, Điền Khắc Kim lại đột nhập vào nhà một doanh nhân người Mỹ ở số 190 đường Công Lý, nay là Nguyễn Văn Trỗi, cướp được 5.000 USD và 20 triệu đồng. Cùng với trò cũ, sau khi gom tiền, hắn ra tay giở trò đồi bại với người nữ chủ nhà. Bất ngờ ông chồng chủ nhà trở về, một cuộc đọ súng đã nổ ra, cả hai tay súng đều bị trúng đạn và đều nằm quỵ tại hiện trường, chờ cho cảnh sát tới tóm Điền Khắc Kim đem về nhà tù. Vào tù, Điền Khắc Kim lại được bọn đầu trộm đuôi cướp trong tù tôn là đại ca, được đám cai ngục ở đây phong cho chức thư ký để lao. Là thư ký để lao, nghiễm nhiên Điền Khắc Kim trở thành vua một cõi. Trại giam Chí Hòa từ ngày có Điền Khắc Kim càng trở nên hỗn loạn, cảnh đâm chém, thanh chửng nhau diễn ra liên miên. Để đối phó, cuối năm 1974, chính quyền Sài Gòn tống những tên đại bàng của trại này sang quân lao Gia Định, trong đó có Điền Khắc Kim. Tại đây đã xảy ra một vụ đụng độ nảy lửa giữa Điền Khắc Kim và Lâm Chín Ngón. Dù rất hung hăng nhưng do nhỏ con, Điền Khắc Kim bị gã hộ pháp Lâm Chín Ngón kẹp cổ, dùng bút máy đâm vào giữa trán, máu tuôn xối xả. Đầu năm 1975, Điền Khắc Kim và một loạt tù trọng án tại quân lao Gia Định bị chính quyền Sài Gòn đẩy ra Côn Đảo. Chỉ một thời gian sau là Côn Đảo giải phóng. Lợi dụng tình hình lúc tranh tối tranh sáng, Điền Khắc Kim và nhiều tên tù hình sự khác đã đánh lính gác, cướp súng, chạy thoát ra ngoài. Thế Giới Ngầm, kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, chùm xã hội đen, mafia. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.